Bạn ơi. Đâu rồi, thì mình tới nha. Nào, các bạn khác cho thấy nào, bắt đầu nào. Nào, sẵn sàng nào. Bắt đầu. Bây giờ thầy sẽ xem bài kia nhá, chúng ta bắt đầu làm nhá. Đi đây đây, đưa máy rồi. Đây, từ, đưa máy, đưa máy, đưa máy. Đợi chút, lo. Ok, đây rồi, xong rồi. Đâu rồi. Mấy trong nghiệm này. Đâu rồi. Đây. Màn hình xe kiểu gì nhỉ? À, nó kéo ra hơi dài. Nó không chưa dùng cái này mới, không biết. Ừ, đây. Nó là cái kia nào? Nó là cái memo nào? Đâu nhỉ? À, đây rồi. Không, cái này không ấn được xuống à? Gì đây? Rồi. Một đáp án là gì nào? Định luận đáp án nào hôm nay? Đáp án kỹ năng trắc nghiệm nào? Trắc nghiệm siêu nhanh. Đấy. Thầy phải đáp án thế nào hơi lâu đấy. Chưa? Rồi. Thầy ấy là vuông một hai luôn 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 mấy câu nhá, làm tiếp đấy, thầy là đang làm tiếp đấy, chú ý nhá, chúng ta không được không cả tí nhá, mà chúng ta không nói tự nhá, thầy sẽ làm này, làm từ từ này, một cái này buồn nhiều mấy nhỉ, đâu nhỉ, cái từ từ rồi. Nó phải cho nó copy đi đấy, copy hơi lâu quá, mất thời gian một chút, cái này nó bị kiểu copy hay là dòng ấy, cái này copy đây đấy, câu hai câu luôn thay được, câu một này câu hai này. À, câu số 3 này. Đi. Đi. Câu số 3. Câu số 3 này. Câu số 3. Mấy đứa, đứa nào? Lúc nào nhỉ? Mình sẽ copy paste column lên nhiều lắm, những luôn lúc nào rồi, giờ là lúc nào đâu đâu rồi, mình thấy to không phải à, đây rồi à, không muốn à, làm vừa chữa nhá. Số 1. Đâu. Cô nào? Thì bạn đáp án đúng không? Câu 1 nhiều bạn sẽ đáp án gì đây? À, Bình và Khánh An là. Ok rồi. Thầy chốt thì lấy cái này đồ đá. Làm mình dạy kia dễ thôi, cái này nó đau đầu lắm, nó bị nhiều cái phần mềm quá. Câu 1 nha. Làm lớp câu 2 câu 3 nào. Câu một này khá là dễ này, thì phần mềm này đấy, phần mới nên là sẽ xịn sò hơn. Câu một này, uống nước cái này. Thì đang dùng phần mềm chưa quen cho lắm cho nên nó không mới được nhé, nếu chúng ta cẩn thận. À, câu một. Này,
Thì mất vấn đề đây như thế nào nhỉ? Ừ, kệ vậy. Có một nè, có một đúng nhá. À, này nhé mình ơi, đúng đúng là gì? Đúng là sẽ là một con đúng, một đúng này, ba sai, được chưa? Đấy. Nào, cái tôi AB, à, chưa hỏng con này nhớ là gì à? Này là mình thể là gì ba sai đúng không? Nếu nhìn nhanh thường thường thì nhìn từ 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 A này đến B này đến C đến D đúng không? Để cứ nhìn thế thường thường thế đúng không? Đó thì nào cái rổ thôi. AB và AC à? Không được vì sao? BC không đúng. Vậy chúng ta học được gì à? Bắt đầu cái kết thúc đúng không? Ví dụ là AB này cộng với tờ BC này bằng A với tờ AC chứ? Bắt đầu và kết thúc này đúng không? Đấy với nhau. Đây hai đầu cái đầu sao được sai đúng chưa MPNM à xem nào MPNM mà có cái gì đây giả mắt quá MPNM à cộng lại đổi chỗ lại bình thế đấy bắt đầu này và có kết thúc à, nhưng mà đổi đổi chỗ mới đúng chuẩn được NM cộng MP bằng à, bắt đầu kết thúc được nhau đúng chưa bắt đầu tình yêu kết thúc tình yêu thành gì NP đúng luôn đó phải chọn ra ABC luôn đấy ờ còn sao mà chọn luôn thế là chỉ trắc nghiệm anh là chỉ cần phân phân luôn đáp án A luôn B luôn đấy một B một B đúng nhá đấy ok chưa đấy. Đây là đáp án hai này hai các bạn bình luận thế nào tôi nhớ là chúng ta phải tương tác nhé bây giờ chúng ta coi như mấy bữa trước thầy dạy lý thuyết rồi bây giờ sang bài tập nhưng mà trắc nghiệm chú ý đọc kia bài nhá sai nhá sai nghĩa là gì là một ông sai ba sai thôi ba đúng được chưa đấy nhiều đứa các bạn không biết làm nào đâu ok chưa nào gì đây gì đây gì đây bình luận gì đây ừ, cháu 2D, 2B, 2C à? Con mèo. Cái hôm qua quay xe kinh nhất kinh ấy. B, C, D là thế nào đấy? Chắc là gì đấy? Nằm mình mới làm sao mình vượt đi nào? Làm thì biết đúng hay sai được. Đây mình thường thường hay đi từ đâu đến đâu? Trắc nghiệm là kinh nghiệm nào, trắc nghiệm nào? Một đúng ba sai nhá. Được chưa? Nào, một đúng ba sai à? Cho vectơ A và vectơ B là hai vectơ khác, vectơ không và vectơ A và là vectơ đối với vectơ B là vectơ đối nhau vậy hai vectơ đối nhau thế nào đây ví dụ đằng này đúng không đây thằng này đây đối nhau đây không phải A đây đi đâu đây đây đúng không đối nhau và đấy và A đây bây giờ lại đối đối nhau hết đấy cùng phương đương nhiên cùng phương là gì là song song này đúng không song song bằng trùng này đấy đúng rồi đương nhiên ngược hướng à được nhá hai vectơ a b hai vectơ ngược hướng cho a b hai vectơ đối nhau và a là vectơ đối của vectơ b a là vectơ đối của vectơ b nhà mình ơi hai vectơ đối nhau nào vậy là cùng phương đúng không hai vectơ đối nhau thì sẽ là cùng phương này xong lại bây giờ lại ra đang làm mình đó là gì giải thích giải thích giải thích giải thích giải thích giải thích đi còn A là không đảo đúng không đối nhau đúng không với tôi đối thì là cùng phương này cùng độ dài này sao lại cùng phương này
Hai phép đối nhau là gì? Đối nhau là sẽ là phép tương đối, là cùng phương, đúng chưa? Lý thuyết này cùng gì? Độ dài, đúng không? Độ dài mà chỗ nào chọn đáp bên là nó sẽ đây, cùng phương là A, độ dài là C, ngược hướng là B, lý thuyết đấy. Vậy là tự tư duy là à, thằng D, thằng D bốn này thì bên cái gì thế, chọn cái gì đây? C học đủ số hai C thì học cái gì nữa, thế là học cả buổi bao nhiêu buổi thầy dạy mất cả công sức cả cái mồm lại hai C mới sợ buồn thế đi, hai C xem lại đi nhá, hai B này rồi mày đọc kia biết là đáp án ở gì bên đấy, đang ở phương trời nào đây nào? Hôm nay tôi ta thế nào, xong đúng xem nó đúng đúng không, sai hết rồi đâu nữa, nhục mặt chưa ạ? Làm thế này đi thi cái gì nữa? Nào bây giờ nó xác cái gì đây? Câu 3 này, câu 3 xem nào, câu 3 này hỏi là đáp án đúng à? Bài này hơi khó ấy, bởi vì là đáp án D mới là đáp án sai nhá, đi thi là mất thời gian này lắm. Thầy ba con ABC đúng đấy. ABC đúng, từ đó suy ra D sao thầy không còn giải, sao thầy không biết, coi như học dốt đi để chưa, còn được có những cái về kinh nghiệm mà coi như không biết chứ bây giờ biết làm sao được, đúng chưa? Đấy, kinh nghiệm đấy chưa? Đấy, thò mặt ra đây nhá, nào đúng mà, ủa cái đứa này mình đưa đáp án đâu? Mỗi một cháu ra đáp án, hai đáp án, 3A, 3C à? Ở 3C à? Chỗ nào? Đúng là thế, là đúng vậy là con mấy ông kia là sai đấy. Một đúng thì đang ông sai. Phải hiểu đấy, chứ phải lồng nông tung đen đâu. À, đúng à. Nào con A trước này. Con A là CA này. Sao không nhỉ? Cộng với cả gì? Với cái đối. Trừ cộng nhá, trừ cộng, trừ B thành gì? AB đổi chỗ mà đảm, đổi chỗ đúng không? Đổi dấu, trừ cộng. Nhớ vector hết không? Yêu dấu thì có dấu nhưng mà không yêu, nghĩa là đổi chỗ và thêm đảm dấu, trừ cộng mà đấy. Thành viết vector gì? CB cơ mà, sai rồi, đứa nào chọn đáp án không? Đừng ơi, đừng mà nó chọn đâu. Ông chọn con này đúng không? Rồi, ok, hiểu, chúng chọn rồi. Ba, ông chọn C, ông chọn lần đi. Ba A. Úi dồi, ba A, rồi, buồn thế. A, à, cái gì này, học cái gì nữa. Thế ông đứng lại đi, còn gì đất lửa, nhầm dùng được mạng, sẽ thể xem lại được, thế, buồn. Ba A này, nào, tiếp tục này. Con A, B, A, C, bên con quái B, C, vừa chơi con này xong này, thấy không? Hóa ra đi thi giống nhau này. Sai luôn, đấy, kinh nghiệm nhìn đâu. Không biết hay phần này sai rồi nữa đều nên tục này à, con C nó thế này rồi, thế rồi nó khác nhau à? Tư duy chứ, con C này bắt đầu bật, bắt đầu và kết thúc này, từ từ đấy, tư duy là như này à, lúc còn C à, nào C này đổi chỗ cái C A với cả A B để cho kinh nghiệm đổi chỗ C B đúng luôn, trong năm C phúc luôn. Đấy. Ok rồi, bạn nào C vỗ tay nhá, thử tim đi. Nào tim đi, thả tim để thầy tải cái trang mới. Công nghệ là nó đấy, còn nó copy paste từ từ cho thầy chút để thầy tải trang mới. Ba câu này quá, bốn câu này. Câu 4 này. Đây. Phát 3 câu luôn nhanh nhá. Nhanh. Đấy. Tiết kiệm thời gian đấy mình ạ. Thôi nhìn câu ít câu quá. Đấy. Là nhanh lắm. Mình dạ. Kéo được mấy rồi? Kéo xuống.
À, cái này nó mới ra đây này. To chưa? Nghiệm chưa? Đấy, có đủ thêm gì nữa? Làm đi, gì nữa? Tài. Làm đi, xin anh đấy. Thấy biết nhiều bạn chưa học trắc nghiệm đâu. Lâu lâu làm nào, để chọn đây nào. Bốn. À, đúng nhá, đúng nhá. Lâu lâu làm nào là đúng đấy. Chứ nó đi đâu ấy, giải đấy. Đúng rồi. Đúng nhá. Con này tính tổng con này chỉ con này một đáp án thôi, con này dễ hơn gì rồi. Con này chỉ làm bình thường một đáp án ra ngay, nghĩa là nó không phải là như kiểu chọn ba đáp án sai là một đáp ba đáp đúng. À, cái này cũng thế, một đáp án. Mà cái này hơi làm nghèo đấy. Con này điều y trung điểm, con này không, con này làm hơi lằng nhằng đấy. Nó phải bốn đáp án cơ. Đấy. Siêu nhanh là gì? Chúng ta phải tư duy nhanh đấy. Như bạn làm sai làm thế nào? Học nào mà không thầy nói nước trước là mình học hóa ra nhiều bạn đúng không? Thầy không học từ những buổi đầu, thầy hỗ trợ trong trong cộng đồng mà vẫn làm sai lý thuyết là chuyện bình thường đấy. Cứ lờ mà lờ mờ là chỉ ra đọc thôi. Bây giờ đi, nào không có bốn nào, bốn là gì nào? Nhanh lên lần bốn đi. À bốn gì nào? Đấy. Đâu biết bốn bốn con, bốn con nào ra đảo luôn này. Chứng tỏ lý thuyết yếu quá mà đi thi á, cho như lý thuyết là nhiều 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 đứa là gọi là về nhà đau đầu lú đầu lú đầu. Ừ, bốn này bốn rồi chết là bốn là nhiều đứa chết rồi, bốn thế là thôi học rồi thế ơi, học đằng nào này khó quá chị ơi. Được một đáp án biết đúng hay sai đấy, là tiếp tục các nào còn lại nhá. Làm đi thì còn chữa chứ bây giờ con thầy là nhiều đứa là thế rồi. Ừ, sau thầy chữa luôn thể đi. Thế bây giờ dở hơi không? Thế bây giờ hai đứa chơi với nhau. À, mình vẫn chơi bạn gái. Em nói hết đi, anh chỉ nghe được. À, hai đứa tương tác chứ, đúng không? Bình luận đi, đúng sai không sao cả. Đôi khi thầy cười, à, thầy đấy, đúng không? Thầy cười phát, à, cũng dù thế nào thấy à? Đấy, tự nhiên về nhà bức xúc lại là kiểu, à, được rồi nhớ lại nhá. Con này nhá, à, thầy Quân nhá, hôm trước cười mình trên trên nhóm nhá, đấy, bắt đầu đi thi đúng con này cũng sợ. Biết rồi nhớ lại rồi, đi thi con này đi thiết bài một bài số 1 ta làm sai đấy thì làm sao mà có thể quên được. Có ngày 24 giờ mình bây giờ tranh thủ lên đây được rồi, đằng nào miễn phí đã xem ông này dạy dạy cái gì. Dạy hay thì tao nghe tiếp, không thổi tắt máy tôi nhổ mai thì nhận đúng chưa, đúng đúng cái trò chưa nào 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 nào. Rồi rồi nó nào bên bí mật này là đấy bốn này b d và a c ông này chọn bốn đáp án nữa mệt nào tục nhá, nào bây giờ như thế này tư duy này phản ứng nào sau đúng đúng à. Ừ, đúng chứng tỏ là đúng thì thằng này thế nào đây, ông nào mà tôi chỉ giống gì đây đúng chưa, chọn nào mà chọn a thì thôi tôi cùng hướng không nào, hướng không biết ngay là thằng nào chọn A chứng tỏ gì đầu lúi lúc đầu rồi, con này ngược hướng trừ mà trừ là ngược hướng đấy, ông A là sai luôn nhá. No nhà làm thế nào rồi chắc gì đâu, đơn đây ông nhiều đứa là thế ơi, nó cùng cùng cái gì nó là hình bình hành vậy nào. Nó luôn này hai thằng này đúng không, theo lý thuyết hai thằng này vector gì đối nhau lý thuyết là sao nhở, cùng gì cùng độ dài chưa, à, bề luôn bốn b đấy đúng luôn như bạn thấy rồi, tại sao con b d không đúng à, nó mới lú nó mới rồi xong anh đề lỗi quá nên c chứ đánh cái đề là gì đây chán thế chứ đánh đề đúng tủ biển thật đấy. Ừ, thì lại là cái gì đây ra đây ra đây cho nó chat ở đây không phải đây đâu. Đây là sai rồi. Vì sao? Đổi chỗ là AB này cộng với cả gì? Gì? CD cơ mà, bằng vectơ không cơ mà. Làm thế mà làm. Đây sai rồi này. Thế rồi, thế mình hành không?
Không, vì hai này, ví dụ hai trường hai thằng này nó thế này này, thấy không? Có giá giá nó trùng đấy, nó thế này làm sao mình hình được, trừ khi nó gì giá của nó thế này cơ mà. Đấy, thì mình hình này chứ ra đảo đáp án này này, thầy sửa lại một đề này, chữ C xin lỗi này. Đã tiếp tục nào. Ôi sáu sáu thế hai đáp án rồi này, có năm là thế, bạn nào nói gì đây? Năm năm ơi, năm năm ơi, năm nào, năm nào, một năm là năm gì đây, năm gì nào, thầy thụ này, năm câu năm mà năm làm ra không hề khó tí nào nhé mình ạ. Đấy đi này, tưởng khó dễ nào, năm nó phải nó chơi kiểu đuổi bắt chữ, đuổi đuôi. Năm à, ok, năm là a, năm là b, năm năm a năm b cái gì đây, lại bắt đầu quay xe đấy. Cho vào được năm a do bây giờ đi này, nhiều đứa bị lúa đấy, như sau này là năm a như sau này. Bây giờ ví dụ đến mn trước nhá. À mn, mn phải đi tìm gì, mn đi tìm gì, n này đi tìm n đây này, chỗ này kết thúc mà bắt đầu chứ, hiểu không? NP đấy, hiểu không? P là đi tìm gì, lại là P là đi tìm P sau cơ mà. Đây PQ đấy, quy tìm gì này, quy bên quy kết thúc đúng không, lại phải tìm gì này. Quy đây quy R à, rồi tìm gì R, à, R, R, N, chưa? Ôi rồi, nào, dòng suốt nào, M, N, N, P đúng không? Thành MP, cộng PQ, bao nhiêu? Đấy, với cả QR, RN, thật ra là nhanh biết ngay là mình chỉ chọn đúng một đáp án là MN, nhanh nhanh đáp án sẽ là B, thế như này, đợi, cứ bắt đầu chơi kiểu này, mất rất mất thời gian nhé, cứ MP với PQ Q này hai này với nhau này đánh nhau thì đáp án cũng sẽ là đầu và kết thúc đấy, kiểu thằng này là MN còn bỏ luôn này, nói nhiều đúng không, đúng chưa, đúng chưa, chưa có gì chỗ nào nó cho đáp án ai đây, ở năm B nhá. Nào sáu 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 mới đàn mỗi một ông ông sáu đã B C rồi. Có vẻ ông này là nguy hiểm nhỉ, sáu sáu nào, nào sáu nào mình đã đi sáu à, con sáu này nhiều đứa cũng sẽ sai lắm, có hiểu gì đâu. Sáu này có con này, con này nó nguy hiểm lắm chưa, con này tốt đâu. Dạ nó mượt, dạ mượt. Ôi dồi ôi, 6 mà chọn nào án. Đâu, 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 đâu. 6 à. C này, B này. Nào, đứa chết rồi, đứa chết này. Nhìn nhìn nhá, nhìn là nhìn tư duy này. Bài này rất bài, y 66 là khó, làm dễ đâu. Mình đừng tưởng nó dễ. Chúng điểm nhá, nhiều đứa bạn thấy không? Y 2B chúng điểm không? Bé cái điểm này, y này đúng không? Đấy. À đây, bên đây. Hiểu thấy chưa? Đấy, chứ đâu? Đấy, sai ngay. Đấy, biết tôi ai tôi bây à? Ai bây kiểu gì à? Ô, hai này là cùng nhau à? Y này, A này, B đúng không? B, chung nhau à? Thế mà chung điểm, sai ngay này, này này hiểu là sai nhá, đúng là thế này nhá, này này, này là sai nhá, này đúng đấy, đấy, nhiều đứa không hiểu, thế rồi, à? Thế còn IA cả cái tờ trừ B thế nào đây? Có gì đâu, đổi trở lại, nhiều đứa bảo thế rồi, IA này đúng không? Bằng vector đi hoàn viết là kiểu là tờ IA còn vector IB mà vector không ấy là kiểu thế như này đấy, đây như đây A đây B đây đúng không,
biên từ trái sang là cái bệ, bệ y đây này, đúng chưa? Đấy chứ tôi đúng không, tổng y a đúng không? Nếu mà thế này hình này thì hình này đúng không, phải a y y a cả b y không này, thằng này đấy y a của b b nó đối nhau thì nó không, nó không đúng rồi thì nữa đúng luôn này, nó ít nhiều đấy. 6C nhá, cháu nào 6B thì tí nữa làm gì? Về nhà nhá, ôm gối đi, lấy vào đầu là gối đập đầu, đinh đinh đinh, cho đầu thông minh lên. Đấy, nhớ nhớ này, nhớ siêu thì nhớ này, nhớ hẹn thầy quân với cái gối này, này trên tôm đấy đập gối, đập luôn bây giờ đi cho nó nhớ, để sau nó đi thi nó nhớ được luôn. Rồi tiếp tục này. Tôi thì cứ tiếp tục thôi. Thế sửa lại trước kia bị sai đó rồi, nào đâu rồi? Đâu nhỉ? Tốt, 6 à, bây giờ 7. 7. À có 7 chẳng biết là giống kia này. Tôi không biết 7 nữa. Thế nhưng tôi nghĩ là cho nó chất lượng mà. Đấy, có bị một mấy cái không ạ, mọi người từ 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 nó bị xuống đây sau này. Đây đấy, được cho nó đây, kéo có chưa, sổ nét quá thì trên Sony gì sổ nửa màn hình còn đấy nữa. À, nè này, rồi cũng hay quá. Mới trước này ngồi mà viết từng con một này nghệ cao chả làm gì đã bán luôn. Làm. Anh thiếu một đứa này quan quen làm hay bật mic cao cao nhỉ, quen quen. Đấy. Ra số nào? Bảy trước đi ạ, bảy trước. Bây giờ nhá, cháu nào làm sai nhá, tí nữa nhá. Chặn đuôi, chặn đuôi, là chặn đuôi. Là phát chặt đuôi. À đấy à, bắt đầu là 7 nè. À, đang đi, đôi khi mình sai vì thầy 7 nhỉ, tự nhiên có phụ huynh nhắn tin đấy. Nhắn đây rồi. Ok rồi, chờ lại chút, có mình nghĩ là có cái này nó bị. Đấy, bên kia, ok không sao. Rồi, quay khác, mình đang đáp án 7 nào. Nào, mình nhìn vào mắt thế này. Thôi, mình đáp án một chút, thì không nhìn được máy tính được. Mình bình luận nhanh nhanh, kích thầy vào đây. 7 à. 7 đáp án gì đây, 7 mà điều kiện nào. À, quên bé mất, không đẩy vào sao. Đấy, nhiều đứa là thầy ơi. Sao được biết làm nào? Đôi khi mình chỉ cú lừa thôi, mình cho vào đây cho nó lú vào nào. Này bây giờ nhanh như vậy chứ? Điều kiện để sau là điều kiện cần vào đủ ý trung điểm. Nó đủ điểm phải không? Này con này mình nhớ quen quen không? Nhớ bạn thấy rồi. Sẽ kiểu gì ạ? Thì học đăng thi nhẽo. Học đôi khi học đăng thi lại chọn đúng con tủ chứ bình thường. Đây là những nó chăm chỉ đó, hiểu không? Chăm chỉ thì mình có những cái là gì? Còn may mắn, đúng không? Nào các bạn,
vừa học xong không, vừa học xong đây là quay quay lại quay lại đấy. IA với B vector không tổng này, tổng vector IA vector IB và vector không ngũ trục nó nhiều chọn đề luôn xong. Hey, thấy chưa, vừa học xong gì nữa. Đấy, tiếp theo này tục người con khác đi nào. 8 8 8 8 8 8 đi. Đấy. Trách nhiệm số nhanh 8 chú ý nhé. Đọc lại được bài này. Nó là sai nhá. Sai nghĩa là gì? Một con sai. Đấy, một sai. Ba đúng. Đấy. Mình có thể là gì? Mình không biết con này sai đúng không đúng. Mình có thể là không biết con đúng hay sai. Nhưng mà hoặc là mình tìm ba đúng. Hoặc là mình tìm một cách một là mình tìm cách một là mình tìm một sai. Đấy. Cách hai mình chơi kiểu ba đúng. Đấy, hiểu hiểu chưa? Mày nhiều bạn bình luận nhưng đôi khi đáp án sai thì bình thường nhá, mấy đứa đừng theo sau nhá. À, càng dễ sai mà. Đôi khi có nhiều con dễ mà bị sai kiến thức cơ bản bình thường, nhất là lý thuyết. Tự tin nào, đấy. Nào, tám nào, chọn đi. Tám có bạn ra đáp án A hay đúng hay sai. Mấy đứa cẩn thận nào. Đấy. Đừng tin là nó đúng sai đấy. Nào, tám là chú ý lý thuyết này, tam giác ABC cân tại tại đâu? Cân a oa hay quá nhỉ. A ABC. Đường cao AH. À, chỗ đường cao AH, vậy đường cao hơi méo méo đấy. Rồi. Đâu mày đứng hai đâu đáp án nào, tám nào, tám gì mày đứa ơi, tám gì chờ lại chờ chờ chữ à, thế mà đi học đỗ mấy cái trường nổi tiếng mới học được này à, tờ chờ chữ thế nào. Ai chờ chờ chữ thế mày đứa ơi, tám gì đây, một bạn nào mình đoạn đi thì là nghĩ đi tám nào, ôi chờ chờ chữ à, nào thiện thế nào, dạy cam cả mồm rồi, tám gì đây, thế bạn tám thôi, tám không biết chọn án gì, ồ, thế bây giờ bật luận và đôi khi này. Làm đi, sai sửa cho học thì sửa cho học, đấy, não phát triển. Đằng này chả đúng biết đúng với sai này. Mỗi bạn này bình luận này. Mấy bạn khác thế nào rồi? Người trong phòng ngồi này chơi thế này thì sao thành công được này, chết rồi không đã rồi. Cứ chờ đợi cái gì đó rồi. Vậy nhiệt tình như thế này, mấy em buổi thế đó. Bình luận cái không biết đáp án gì. Mình không biết bạn không biết. Rồi. Rồi buồn thế. Quá nào, trọng sai à. Cái này chú ý này, cái A độ dài của đừng cân nào, cân đấy, cân. Cái này độ dài với tơ AB bằng AB bằng với tơ AC. Đâu? À. HC bằng trừ HB à? HC với tơ HC cộng với tơ HB bằng với tơ không? Đâu? Hai đối nhau mà. Ừ, đúng đấy, không chịu làm người là ngoài trước BC thì càng gì 2HC đương nhiên BC thì bự hơn hai lần độ đôi HC đúng, thật ra con A đúng biết sai thì cố tình đấy cho BC đi tám. Ôi rồi đâu BC đây này, học bài tích với BC đúng không, thì đôi đúng không BC và HC đúng không, thế này bạn nào mà đấy thì làm đi thì mới siết sai mới sửa được BC và HC đúng không, hai vectơ cùng hai này đúng không, nó cùng bự nhau đi đi đi, sang bên này thấy chưa, thằng này BC chẳng gấp đôi HC rồi đấy, là thằng này to hơn đôi rồi đấy. Đấy cái sai vì sao AB mà cái nào với AC đùa đấy, học bao nhiêu buổi rồi mà tôi mơ á, đã phải làm bài này nhanh trong vòng 2 giây chứ. Làm thế mà buồn thế chứ này. A, B này, thế này, à, thế này mà bằng nhau. Trời ơi, thế mà không bình luận gì cả. Đọc thế này, toa rồ đâu nữa. Mấy bình luận đi thì còn cần cho tôi nữa.
khổ. Được rồi. Nhắn tới mọi người đi nào, khổ quá, nhắn cho tôi làm gì nữa rồi. Nhắn tới mọi người đi. Để cho các bạn nào, nào làm đi, làm con 89 đi. Cái gì thế, toàn là nó tôi thế nào. Sợ xa sợ à, nhắn mọi người này sai thôi. Tí đâu. Mình bán 8 đến 9 đi, 9 đi, 9, 10 đi. Làm phải tự tin lên, rồi bây giờ nhá. Mặt thì em giấu rồi, giờ giấu mặt rồi. Mặt giống như bọn ninja rồi. Mà còn nhắn tới tôi nữa. Còn có những mặt thì giấu ở buổi rồi, buổi nào giấu mặt. Thế mà bác sang đi học được. Sao? Mặt giống vào mặt đâu? Mặt giấu mặt rồi này. Không bữa nào không được buổi nào tắt tắt bữa nào tắt cam và bật cao lên cho động lực thầy dạy thì tắt hết cam đi lần tới tôi xong. Thế là lúc nào chỉ lúc nào cũng kiểu đúng là các bạn nó kiểu đấy kiểu mấy đứa kiểu như là chuyên môn ở trên mạng và lên mạng chém gió rồi đổi nick nick ở lon nick cái này xong thế mà bảo là lúc nào muốn này là làm giàu mặt để thể hiện ra được muốn học tốt không bật cao lên. Thôi học hơi hiệu quả luôn, bình luận đi. Chắc học được một tiếng thôi, được bao nhiêu kiến thức, đúng không? À, hôm nay biết là nó là một đúng ba sai, một sai ba đúng, một số cái phải tính ra. Đấy, sai sửa gì đâu, lo gì, ca tắc tồn gì nữa. Nhắn tới mọi người đi, cho tự đi lên. Thời buổi giờ nhắn tối làm gì biết. Mặt giấu rồi, giấu hết được nữa đó. Đấy, đúng này, đúng nghĩa gì? Ba sẵn sàng, sẵn. Thì vua. Nói hết tỉnh ra nhá. Trốn này. Đấy, cái sọc tí. Đấy. À, bò với còn C sai luôn. A bò bò C và bò C này mà đúng bằng đồng nhau thì đúng là học cái gì nữa. Sai. A D C D. A bò C D. Không đúng, hai con này ngược chiều mà cũng sai nốt. A C B D cũng sai nốt, hai đường chéo sao nhau được. Chắc chắn là thằng này rồi, không còn hiểu. Đúng rồi gì nữa. Độ dài giống nhau gì nữa. Anh hiểu độ dài nhá, này độ dài à, để bằng CB đương nhiên vuông bằng nhau thế là 9D nhá. Đúng là phòng hoạt giác bình luận nhiều vào đấy, kinh nghiệm lên à, 9D đúng rồi. Chúc mừng con Bình nhá, không nhá. Đấy, bắt đầu nhỉ. Rồi, nữa đi. Nghe này, 10 à. Muốn tiến bộ, muốn học tốt đấy thì tập trung chuyên môn. Học là đến đâu hiểu đấy, đỡ mất thời gian. Ngày 24 giờ thôi. Cháu nào chui ở trong chui đấy. Không bao tiến bộ được đâu. Đừng có bình luận. Không tương tác. Ngồi im chỗ. Chắc hiểu biết mình học ai. Học kiểu gì chọn sai. À này nguy hiểm quá nhỉ. Sai à này nguy hiểm. Con đứa chọn đứa. Con đứa chọn đứa làm gì đây. Từ từ nè. Sai 10 à. Mới biết mấy ông thân đựng đúng không. Cái 10 chúng ta bán gì đây? Sai nghĩa không? Sai có nghĩa là 3 là đúng, đúng không? À, 3 đúng. 3 đúng, 1 sai. Đôi khi thằng kia không biết làm được. Nào. À, bây giờ M A một B mấy tao không sổ đơn giản quá nhỉ, mấy tao M A mở trung điểm đương nhiên ở đây A đây bên này lấy nhá tổng hai vectơ đối nhau không đương nhiên học rồi trung tâm A học rồi tổng ba vectơ M A G ba G B sẽ có mấy thôi đúng thì mình hành à mình mày vẽ lại rồi à ô mình lại đây A này B C D C bò đó C D đúng không bài hình thầy bảo bài hình có bài các bạn đi thi vào thầy bảo là gì ạ à? Nó phải cho kiểu dạng là gì bình thường cho a bò đúng không a bò cộng với cả a d đấy bằng gì thằng gì nhớ nhớ không à trái này đó, trái này voi chân phải bằng gì cái voi đúng không đấy voi đấy AC đúng không?
Thế mình thi cho gì? Cho được C bò này, C dây bằng thằng này ở giữa này, vòi đây. Đúng rồi, còn sai rồi. Đấy. Vì sao sai? Ôi dồi. Tí cơ mà sao đúng được? Này, cho một tí để A này. A đây. Đúng không? C đây. AB đúng không? AB là cả BC à? Độ dài, độ dài, độ dài. Dài. Lọc đi thi được ấy, đúng không? Ba là đúng, một tại sai. Tại sao sai thì nhiều lúc mình phải nghĩ đi nhá. Các bạn không bị bình luận nhiều. Chọn người tự ngồi nghĩ đi, cho nó mò đầu vào ra làm. Bình luận ít nè. Này có mấy đứa bạn ta mỗi buổi nào thấy phát hiện ra chỉ có mấy đứa chuyên một bình luận đây. Một bạn cháu đi mình tập tính tập ngồi im chỗ. Nó mới ấn nút cho mình ơi. Đây từ từ đây sẽ lại. À, tìm lại 10 đúng không? À, nó cho câu 13 rồi này. À. Đấy, câu này. Copy đây. Di chuyển đến bây giờ dần lúc nào nhỉ, bây giờ đi đâu rồi? Hỏng rồi. Một số chán quá, dễ quá thì xin bỏ qua luôn cho nữa. Đấy, 11, 12. Đấy, được chưa? Nào, 12, 12. Có con khác nữa thì bạn sẽ bỏ qua luôn cho nhiều con đấy quá, mất thời gian. Đây. Mấy câu đơn thể là nhanh. Đấy. Được, thấy không? Gì nào, làm cái đi nào, làm 11, 12 đi. Chết ấn nút rồi. Đấy. Đây. Đây này. Đấy. Ổn chưa? Đấy, xong rồi. Giữa bạn nhiều người nữa đấy, ok, ổn áp. Nào, một đoạn đây nào, 11, 12 không dễ quá, bỏ qua bước đi. À, 19, 11, 12, 14, 15 này. Đấy, phải có những buổi thứ hai, buổi sau khó lắm. Buổi nay này rồi, buổi sau á, buổi sau phải vào ngay, buổi nay là trắc nghiệm, chắc nó phải làm rồi, nhanh, chi khác. Này. Con chỉ con này nó sai này, thấy chưa? Đấy. Con này đúng này, thấy chưa? Mình nói đi, làm đi. Nhân một này. À, mình hành. Làm đi nào. Mình cứ chờ đợi cái gì đó ấy, không thành công đâu, nó trước. Lơ mà lơ mơ thành cái gì đâu. Nào. Đấy. Không biết thì bảo là không biết, bình luận bạn thấy rồi. Em chưa biết, em kém tí thì thêm tí rồi. Đấy. Có vẻ tương tác tí rồi, hiểu. À, chúng ta không biết. Nếu mà bạn thấy rồi, bài này cũng em biết làm rồi. Đấy, bình luận luôn. Được chưa? Thế nó mới ra sản phẩm được. Mình kiểu rồi. Cháu nào mà chưa học cái này lần này thì phải chịu khó, sẽ là liên lý thuyết. Thầy nhớ thì gửi hết trong nhóm luôn. Từ hết buổi nào tận rồi, nhưng chẳng qua không thèm xem, không hiểu được đương nhiên đó, thì chịu khó xem lại video, thử gửi từ những bài kia rồi đúng không? Được anh thưa ra đáp án, cái đúng hay sai nhá, mà có lại chứng tỏ là có làm là có hiểu bài rồi, mình có thể là làm có tương tác rồi, mình một này, rồi, là bạn khác này, là bạn khác chú ý. Hình bình tâm mày đây mày đâu sâu chạy đâu mày đây rồi, không làm trắc nghiệm mình chết ngay. Sai nhá, sai không? À, chọn sai thôi. Rồi đây
Nào, có sai đây, chọn đây, chọn đây, chọn nhiều cháu làm gì đang đứng lên gì đây? Trắc nghiệm là hiểu lý thuyết cơ. Nào, nhanh, cho đáp án gì? Nhưng đi, biết đi. Nào mà nghĩ chứ, thế ơi. A đúng, ví dụ là 11, A đúng nha. Ừ, nhưng hỏi nó sai mà. Thế em biết đáp án A đúng. Ừ. B đúng, C đúng, đấy, cái gì đó. Em chưa biết đáp án sai. Chứ bây giờ thấy ơi. Em xem xét tí nào, em bắt đầu từ đâu. Làm thế nào, cứ chờ đợi năm sau xong đâu. Nghe nghĩ đi, nghĩ đi, nghĩ đi, tổng nào đang lờ lờ đợi ở ngoài toàn ngay thứ khác này. Nhanh 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 làm cái đáp án nào. A nè, đổi chỗ, đổi chỗ đi, xong rồi hết cả rồi nữa, học hề dạy cả cả dòng nữa rồi còn bây giờ nói luôn này, chết thầm đi, buồn thế chứ nào. Đấy. Bây giờ chữa chữa này, trong thầy chữa thì nghĩ đi chứ, thầy mình một nhiều bạn bị động nào thì mình tự động lực lên đấy. 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 Nhanh nào, nhanh nào, nhanh nào, nhanh nào, nhanh nào. Trời ơi này chết không, nên mệt quá bình luận nào lại cằn mồm chả ai, không sẽ có vài bạn ngồi đáp án thế này thì chết con người ta rồi. Ok rồi bạn ơi, 11 rồi à. À. Mấy cái nhóm ấy trong nào thích vào hướng này hướng nghiệp này đấy, hay là vào nhóm toán hay là nhóm 2K6 chuyên chuyên chèn gió thì học tập thì vào đấy à. Vào đấy có những cái giá trị đúng không, về sau con biết được chọn nghề thế nào. Nhiều đứa lớp 10 chả biết, lên lớp 12 chẳng biết cái gì, lu hoa lu lú luôn nơi đầu hỏi thầy giờ mặt mình lớp 10 mình biết hướng nghề nghiệp rồi về sau ổn luôn, đỡ phải ngồi nghĩ nhiều này. Học cái thì là thầy thầy có phương pháp học tập đấy, nhằm đấy, nhằm đấy vào đấy nè, cho 2K6 đấy lúc này mà theo dạo dạo Facebook thầy đi bao nhiêu bài hay kiến thức thầy không xem này, toàn xem cái gì, toàn xem cô gì cô Minh Thu à. Còn đâu là phú hô buồn thế thì nào, con a tổng giải gì trừ không, ob thì đổi chỗ thì trừ 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 cộng đúng không, đổi chỗ và đổi dấu là aobo đổi chỗ anh gì à, bo trước vì có đầu phải kết thúc này đấy, đổi chỗ lại eoa bằng gì, BO và OA bằng vector gì? Vector 3 đúng không? Vector 3. 3 bằng gì? Bằng CD đương nhiên. Đúng. À, nào con bò này. Nào. Bò. Nào, con bò hơi dài tí nhá. O bò. Bò O bò. Cộng với cả trừ đến cộng đúng không? CO đổi chỗ lại. CO cộng với cả O bò. Bằng gì? Vector CB. Chưa? Thằng kia này. OD cộng với cả AO bằng gì? À, đổi chỗ lại AO cộng với cả nhớ trừ OA thành gì, cộng AO đấy, cho đổi chỗ phải thêm thêm đổi dấu nữa, cộng OD bằng cái gì? AD AD à? AD AD này CB à? Úi rồi hai này thế mà bằng nhau sao được, hai này ngược chiều ngược nhau rồi, bây giờ đối rồi đồng nữa là đảng ngay này chạy hộ này. Nói nhiều bỏ luôn thấy chưa, bỏ luôn thấy chưa, cho nó mình bỏ đúng nhá, bạn đọc bỏ đâu bỏ đúng rồi, chúc mừng hơn của mình nhá, đấy đúng là họ tên đấy. Đấy nào tiếp tục xem bài đáng đáng sau 15 12 bạn đúng không, 12 đúng rồi, bạn khác mình vẫn đây là 12 nào, 12 mày dễ lắm, 12 rồi mà 12 có rồi nên nhiều đứa là thế thôi, 12 đâu, 12 mình nhìn này à, bò C này thôi đi. Đây con B này, đây này con gì, ôi rồi con gì con CB, CB là gì, là gì đây là gì nữa, hai tơ này hai tơ, hai tơ gì hai tơ bằng nhau rồi, CB là đây này đúng không, đáp án gì?
Bao trời ơi, thấy chưa, bây giờ mình luận cái gì nữa, nhanh tốc độ lên, bài cà phê còn bình luận chữ. Xem cho Khánh Hưng nha, mình mới được bình luận đa bạc nào, nó hàng nó hàng kìa, mình nhiều cái thì mình muốn dạy lắm, chẳng qua nhóm mình bình luận hơi ít, với cả tương tác kiểu gì mình chờ kiểu vài bạn, kiểu một bạn được rồi á, học được được đấy, từ từ xem cái sách thế nào, vui vui bình luận tí nha, kiểu tí nào mình luận để xem sách nào này này. Đây, mấy câu này kiểu dễ không thể bình luận, chọn mấy cái việc bình luận nhé, ngồi xe ngồi ngồi xem một kiểu ngồi đang xem kiểu xem nó bắt ngon chân, có dễ mà đi thi con này sao dễ nhỉ, không nhớ được thế chứ, nó dễ quá, nhưng mà chính như hồ sơ làm đâu đâu nhỉ, à hồ sơ học đúng rồi, lên trên học Zoom mà ông quân rồi đúng không đấy, nhưng mà chẳng qua làm sao chết rồi, học cái này lại còn cảm giác Zoom này làm sao khó hiểu, nói chơi kiểu này hơi khó hiểu một tí, kiểu hôm nay mình không bị nghị luận mà mình có xem qua qua, mình chưa chưa nhớ lại nào, 14 nào, nhanh 14 nào, mình làm 15 nào, nhiều lúc muốn dạy thêm lắm nhưng mà mình lỗi ít quá, tương tác mệt quá, nhiều lúc bất động lực, chả mình đấy kiểu như là kiểu nói cả mồm cả cả giọng này, chả thấy bình luận nhiều, mình cả buồn. 14 à, 14 thì bạn đã làm gì đây, đúng rồi, đúng nghĩa là gì, điện cho đều, chả bình luận nhiều. Mười bốn còn ABC đều à, úi giời ơi còn thế này à, đúng nào nhìn học biết ngay, ta đều tự nhìn tư duy, tư duy này bình luận đáp án 14 và đáp án thầy nhìn là đáp án là nếu mà tư duy này nó tính vào giây này, nếu mà đứa nào mà chọn đáp án là đáp án B và đáp án D là thấy là độ là 14 là gì, tôi nhanh một phát thôi, không phải chọn đứa nào nhanh thì nhìn ngay, thầy nhìn này đối với là tăng lên đều thì không thể nào có vector bằng nhau được, AC gì thằng làm nhanh đi học kém biết phải ra là vứt chả biết là bằng nhau, chả bằng nhau sao được, làm gì có vector CA CBC, còn vector này hình này bằng nhau gì, nó hình hành bằng nhau chứ, đúng chưa nào, bây giờ đúng à, đúng à, sai ngay A sai ngay, vì sao đó là đúng một suy nghĩ, vì sao mấy cái vector này liên quan quá nhau nhau được, nó phải cùng bằng nhau là cái từ cùng phương chứ đúng không, này cùng dây này, cùng phương, cùng phương, cùng phương, cùng phương, cùng phương đúng không, chắc là C rồi, nhanh chưa, nhanh chưa, C luôn, chả có nghĩ gì, chả thấy gì cả, hiểu tư duy thôi, bằng nhau cùng phương toàn thằng này thế mà bằng nhau buồn thế chị. À, 15 này, ôi trời cái gì đây, 15 lại còn cho cái gì đây nhỉ? Mệnh đề sau đúng ạ, à, đúng ạ. À, đúng. Đúng là ba con lại sai đấy. Một đúng. Ba sai đấy. À. Nhớ phương pháp thầy bảo nhá. 15 mình nhớ mình chơi cái trò chơi là gì ạ? À, nhanh 15 nhanh lắm, trò chơi đầu đầu đuôi tôi bảo lần đầu giờ cũng lắm như này, nhìn này. À, nhìn này, mờ bò này, bó A này. À, đầu kết thúc này, đuôi đuôi đầu này, đuôi đầu này, cái thứ A bằng cái không đúng luôn, nhanh chưa, ok chưa, nhanh chưa, đấy xem gì hay hay không đấy, đấy chỉ một số phương pháp đấy, cuối giờ anh đang làm tính tính một giây luôn đấy, không phải đầu đáp án 14:45 nhìn đâu, thì chỉ phương pháp tính một giây luôn, đấy. Chỗ nào còn lơ mà lơ mơ làm sao được. Rồi. Rồi. Nào có gì hay không? Đấy. Hôm nay thầy thì điểm biểu diễn qua qua mấy bài chưa thôi nhá. Đấy. Mắt thầy đã bị đang bị đau cho nên thầy không tự nhìn nhiều được đấy. Nhưng mà thầy mới chiêu 14 mèo không? Nhanh chưa? Chẳng qua là nhiều đứa bị luận ít quá, tương tác ít quá thầy mệt mà động lực không có nhiều, đâu nhiều động lực. Họng bị đau rồi, đấy. Cho nên hôm nay nhá, thật ra đáng học dạy thêm có nhiều cái chiêu mới đấy. Nhưng mà thôi để buổi sau dễ đấy, tích kiệm vài chiêu cho nó hay nhá, càng buổi sau càng hay, buổi sau hay lắm, buổi sau vậy, buổi sau buổi khó phải đi thi trắng mặt làm không thao, nó làm không vào học không hiểu gì đâu nhá, mấy bài kia chỉ nó dễ thôi, từ buổi sau trở đi nhá, bài nó nhá, ngoan ngoèo lắm nhá, ngoan ngoèo này, này. Cho nên đừng có mà phải vào ngay để xem đi nhá, được chưa, rồi.
Hôm nay đến đây thôi, thầy giảng 45 phút là hiểu hiểu bài hết rồi nhá. Thầy thích vẽ thì mà thích bài mà tập cũng được nhá. Vấn đề ra thế được rồi, hiểu chị chìa khóa này. Một đúng này, ba sai này. Một sai ba đúng này. Ok chưa? Hiểu chưa? Nhưng mà làm lên bài gần nhau ấy, mà lên được hình tam giác. Trời ơi. Bỏ ngay cái thằng bài nhau đi. Đúng không? Vậy vector này. Chỉ độ giàu nhau thôi. 14C luôn, 15 gì? A luôn vì sao? Cứ đầu kết thúc đồng thức lấy hai thằng với nhau thì úi dồi chúng ta vết a vết a chứ vết tờ gì vết tờ không anh chưa trời ơi còn gì hay nữa chưa thấy chưa đấy ổn áp chưa ổn áp chưa hiểu nữa tôi dạng như là thằng cả dạng lần này họ mà không hiểu được đấy làm thế mấy rồi thả đi thầy cái nào đấy sao đây thằng tiêm cái nào đấy thế đủ biểu bài rồi chân lý chìa khóa rồi rồi dùng động nào tìm đi nào là thằng tiêm chúng ta có ngon nào thế mi ơi đấy nào. Rồi thằng tiêm còn gì đây chả thấy thằng tiêm luôn đây đấy thằng tiêm nào thằng nhau như nhóm thằng tiêm nhóm mi ơi nào. Ờ, cái nhất là tiên nhá. Ờ, bạn khác là tiên thật tiên nào. Thật tiên chứ đừng ngon đi nào cho nó hay nào. Ờ, Bình nhá, bạn khác là thật tiên nào. Ừ, Bình Khánh nhá. Ờ, cả buổi không được là thành tâm hơn. Mấy bạn ghi đầu Vũ Vi, Linh Khánh, Cánh Hương, Minh Huệ, Nhật Hà, Yên PS5 này đâu rồi. Buồn thế chứ đi. Nào. Ờ, chứ mày đứa ngủ ngon nhá. Tuần sau bài hơi hay, bài trắc nghiệm chỉ là một sự nhỏ nhỏ thôi. Đấy. Được chưa? Thôi hẹn lại nhá. Ấn hơn mấy nhóm thầy đi, thầy cho mấy nhóm kia ấn vào đi. Cặp thầy bút thầy đi, ở bên năm nhá. Đấy. Hẹn lại nhá. Bye bye. Đấy, thấy không? Rồi. Chất lượng làm vậy hay là vậy đơn giản thôi. Ít thời gian mà chất lượng quan trọng chứ. Đấy chưa ạ? Đấy.